Huấn luyện viên Đức Thắng sử dụng từ đầu những gương mặt quen thuộc như Hoàng Đức, Đức Chiến, Thanh Bình, Tiến Anh và cả ba ngoại binh là Pedro Henrik, Amarindo và Wesley Nata. Chính bộ ba ngoại binh đã để lại ấn tượng rõ nét trong hiệp 1. Chân sút số 1 của thể công Việt theo ở mùa trước, Pedro Henrik mở tỷ số sau một cú ra chân hiểm hóc vào góc xa khung thành Văn Hoàng. Tiếp đó, tân binh Amarindo có pha kiến tạo để Hoàng Đức bình tĩnh, dứt điểm bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0. Một tân binh khác là Wesley Nata cũng tỏa sáng với bàn thắng thứ ba cho đội bóng quân đội sau cú đệm lòng bằng chân trái. 15 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, thể công Việt theo thay cả đội hình tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Tương tự, Hà Nội FC cũng có những sự điều chỉnh và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn. Những phút cuối trận, Nhâm Mạnh Dũng tận dụng sai lầm của hậu vệ Hà Nội FC để ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 4-0. Hai đội sẽ có trận tái đấu vào ngày 24 tháng 8 tại sân vận động Hàng Đẫy.